Và trước mắt chúng ta sẽ là đội hình ra sân của đội chủ nhà câu lạc bộ Công an Hà Nội. Công an Hà Nội sẽ đá với sơ đồ là 4-2-3-1 với thủ thành Filip Nguyễn. Bộ đôi trung vệ là Giáp Tuấn Dương và Bùi Hoàng Việt Anh. Ở phía trên Quang Hải đá lệch trái cùng với Galvane và Rafael Suces. Và tiền đạo đá cao nhất ở phía trên đó là cầu thủ người Brazil Junior Zano Zanio. Còn đây là đội hình của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa ở trong trận đấu này. Đây là một mùa giải mà huấn luyện viên Bob đã chia tay tới 12 cầu thủ với những lý do khác nhau. Đây sẽ là quả phạt của Luis Antonio. Bóng đi đúng vào vị trí của Filip Nguyễn. Luis Antonio cùng với các đồng đội của anh cũng dứt điểm đúng vào góc mà hai cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã đứng vào làm hàng rào. Nhưng Filip Nguyễn đã cho thấy anh rất cảnh giác với góc sút này. Ở góc bên cạnh thì đã có Rafael Suces nằm cản bóng. Suces khá an ý. Quang Hải sút không vào. Hoan hô Thanh Diệp. Thanh Diệp đã rất cẩn trọng ở cú đá góc gần vừa rồi. Và đường truyền kiến tạo của Bùi Hoàng Việt Anh dành cho Quang Hải. Việt Anh đó là Việt Anh là người dứt điểm. Một pha xử lý mềm mại và nó thực sự là tương đối hiếm thấy ở trong phạm vi hẹp như một trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh. Vẫn còn nỗ lực là của Văn Thanh. Dứt điểm. Quá hay. Có lẽ là lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một pha bóng ngẫu hứng đến như vậy ở đấu trường bóng đá quốc nội. Kỳ từ thời điểm mà Phi Sơn ghi bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm ngoái, bây giờ mới là một pha bóng mà chúng ta thấy một tiền vệ có một cú ngả người dứt điểm có thể nói là rất đẹp mắt. Người dứt điểm cũng hay và người bắt cũng tài. Có khoảng trống. Galvane bên trái là đồng đội của anh. Một đường sút điểm. Không hiểu ý đồ trong tình huống vừa rồi của Galvane. Nếu dứt điểm anh có thể đá sớm hơn, đường truyền cũng có thể đường truyền sớm hơn. Cơ hội tốt nhất của trận đấu này đã dành cho Keovane. Rất tiếc là tân binh của Công An Hà Nội đã không tận dụng được cơ hội này. Nhịp khống chế rất tốt, qua người cũng rất tốt. Một cú vẩy má ngoài, chính xác là như vậy. Nhưng khi đó thì thủ môn Thanh Diệp cộng thêm một chút may mắn nữa đã cứu nguy cho khung thành của Đông Á Thanh Hóa. Có lẽ cú đá đã trúng vào tay trái của Thanh Diệp. Đó cũng hoàn toàn là một đường mở góc sang bên trái thì có lẽ góc sút sẽ rộng hơn nữa. Trận đấu vẫn tiếp tục. Luis Antonio sút không vào. Chớp thời cơ rất nhanh và quan sát thấy khoảng trống của Luis Antonio và một cú dứt điểm đủ nguy hiểm với phía khung thành của Filip Nguyễn. Hãy để ý tới Gustavo ở cú đá phạt này. Khá nguy hiểm, không vào. Rất đáng tiếc. Rimario đã ở rất gần với một bàn thắng dành cho Đông Á Thanh Hóa. Và ngay phía sau anh là Gustavo Vị ở tình huống lao vào này. Bóng sượt qua đầu của Rimario. Chỉ một điểm chạm thôi là mọi thứ đã khác rồi. Đặc sản từ những tình huống cố định. Năm ngoái thì Gustavo đã ghi được 4 bàn cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa bằng những tình huống đánh đầu của mình. Đình Viết Tú đang đứng trước bóng. Cùng chờ xem. Rimario! Thanh Hóa đã vượt lên dẫn 1-0 ở trận tranh siêu cúp bóng đá quốc gia. Một pha phối hợp dàn xếp đá phạt gián tiếp ở những phút đá bù giờ của hiệp 1. Bằng sự khôn ngoan, có phần khiêu khích đối thủ. Một pha bóng hết sức lộn xộn. Tình huống đá phạt phải rất lâu mới có thể được thực hiện. Và cũng chính Gustavo Santos là người chạm bóng cuối cùng trước khi trái bóng đi vào lưới của Filip Nguyễn. Tỷ số là 1-0. Đó là bàn thắng đầu tiên. Gustavo đã cho thấy khả năng của anh. Nhưng phải nói là cú đá của Rimario rất tốt. Đây chúng ta cũng xem lại một lần nữa. Quyết định dẫn tới quả đá phạt này dành cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa. Quá hay với vị trí đứng ở cột 2 vừa rồi của Gustavo. Rất ý đồ và không thể chính xác hơn. Với cú đá vào vị trí cột 2 của Gustavo. Đứng ở vị trí như Filip Nguyễn thì không thể nào làm gì được ở tình huống như vậy. Thậm chí anh chỉ có thể bo ở vị trí đó thôi. quyết định dứt điểm từ xa. Cú đá thẳng của Văn Thanh chưa đủ khó để có thể đánh bại được Thanh Diệp. Giáp Tuấn Dương đánh đầu và bật cao đánh đầu của Keovane. Hồng đó là Junior Zanio. Đánh đầu, cơ hội, sút không vào. Thanh Diệp là người đã cản phá cuối cùng. Người đã ra chân có lẽ là Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh đã có cơ hội với một cú đá cận thành cực kỳ nguy hiểm. Hãy cùng chờ đợi xem. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này, bóng chạm đầu Hồ Tấn Tài. Cú đá tiếp theo là của Bùi Hoàng Việt Anh. Các cầu thủ Công an Hà Nội đang đòi hỏi một quả đá phạt 11m sau cú dứt điểm này của Bùi Hoàng Việt Anh. Bóng không chạm tay ai cả bên phía Đông Á Thanh Hóa. Khá nguy hiểm. Thêm một đường truyền nguy hiểm vào trong. Rimario phản công cho Đông Á Thanh Hóa. Có rất nhiều khoảng trống. Lâm Ti Phong làm gì đây? Đường truyền ra ngoài. Rimario vào. Phút 78 và 2-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần một cơ hội ở trong hiệp 2 thôi, chỉ cần một tình huống phản công thôi, và đó đã là bàn thắng. Cho dù là mọi thứ diễn ra có phần hơi bình tĩnh và chậm một chút, nhưng không sao hết, quan trọng là kết quả. Rimario, tân binh của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, một người lạ mà quen với câu lạc bộ này, đã ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay. Rimario cho thấy anh không mất bất kỳ một chút thời gian nào để hòa nhập với Đông Á Thanh Hóa. Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chúng ta cũng phải thấy rằng việc đẩy cao đội hình là con dao hai lưỡi đối với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và hãy nhìn tình huống này, quá khó cho Bùi Hoàng Việt Anh. Với tình huống 3 đánh 2 này, mọi thứ còn lại đơn giản hơn rất nhiều với Rimario. Thật khó cho Filip Nguyễn khi mà bóng chạm trên người đồng đội của anh và khiến cho thủ môn của câu lạc bộ Hà Nội không còn có thể làm chủ được tình hình nữa. Đây là tín hiệu đầu tiên của các đối thủ của đội đương kim vô địch Công an Hà Nội gửi tới họ cho hành trình ở V League 2023-2024 sắp tới. Đó sẽ là một hành trình đầy gian nan, một chiếc vô địch cúp quốc gia và bây giờ có thể là chiếc siêu cúp quốc gia. 3 đánh 3, Antonio để bóng hơi dài nhưng vẫn là Rimario. 3-0 cho Đông Á Thanh Hóa. Mọi thứ có lẽ là chấm hết đối với Công an Hà Nội rồi. Và quan trọng hơn, chúng ta thấy rằng thể lực của Công an Hà Nội đã suy giảm. Luôn luôn có những tình huống mà khoảng trống xuất hiện rất nhiều. Đông Á Thanh Hóa đã nhún lại như một chiếc lò xo để trực chờ bùng nổ. Trong một ngày mà xử lý lỗi cũng thành bàn thắng thì thật khó để câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có thể đánh rơi chiếc cuộc siêu cúp quốc gia ngày hôm nay. Cú đúp của Rimario, nhưng chúng ta cũng xem lại đường chọc khe này. Đến đây thì quá khó rồi, mọi thứ quá dễ dàng. Không, tôi nghĩ là không phải xử lý lỗi đâu. Không phải xử lý lỗi đâu. Pha chạm bóng ở mức này của Rimario đủ để tạo thành một bàn thắng rồi. Vâng, không đâu, sao cả. Chỉ là có lẽ là hơi điệu đà một chút thôi. Và anh ấy có quyền làm như vậy. Nếu như đó là một tình huống có hàng tính chủ định, anh ấy có quyền làm như vậy. Tỷ số là 2-0 và thời gian còn lại chưa đầy 10 phút. Quá thoải mái. Thêm một chiếc thẻ vàng nữa. Thẻ vàng này dành cho Giáp Tuấn Dương. Trong hiệp 1 thì Giáp Tuấn Dương đã phải nhận một chiếc thẻ phạt. Tình huống xử lý của Lâm Ti Phong. Giáp Tuấn Dương bị truất quyền thi đấu. Anh phải nhận thẻ vàng thứ hai. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chỉ còn 10 cầu thủ ở trên sân. và họ đang bị đối phương dẫn 3 bàn. Phút thứ 85. Đây có thể sẽ là một thắng danh dự dành cho con đội Keovane. Rimario đã ghi bàn và bây giờ cần Keovane cố gắng tìm kiếm cho mình bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới. Galvane đối mặt với Thanh Diệp. Tỷ số là 1-3. Bàn thắng đầu tiên của Galvane dành cho đội bóng mới. Hiệp 1 chúng ta chỉ được chứng kiến một bàn thắng duy nhất ở những phút bù giờ. Còn trong đấu thứ hai là 3 bàn thắng. Chỉ còn 2 phút bù giờ nữa thôi cho thời gian còn lại của trận đấu này. Trước đó thì Nguyễn Thanh Long là người đã phạm lỗi trong vòng 16m50. Và lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. 3-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Bàn thắng được ghi đều bởi những ngoại binh. Một cú đúp của Rimario và một bàn thắng của Gustavo bên phía Đông Á Thanh Hóa. Bàn gỡ của Hà Nội được ghi do công của Keovane trên chấm 11m. Đông Á Thanh Hóa là đội bóng giành được siêu cúp quốc gia 2023 Taco. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.